xin chào tất cả quý vị khán giả, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Mến chúc tất cả quý vị khán giả vào ngày cuối tuần thật là bình yên vui vẻ nha các bạn. Hy vọng các bạn xem qua video, ai chưa đăng ký thì các bạn vui lòng nhấn vào nút đăng ký bên cạnh để các bạn luôn cập nhật được những video mới khi mình sản xuất ra đó các bạn. Một lần nữa thì mình xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã theo dõi và ủng hộ kênh mình. Kênh Phương Văn chia sẻ những cái câu chuyện liên quan tới cuộc sống đời thường và đồng thời một số tin tức đó các bạn. Bên cạnh đó thì mình cũng có chia sẻ một cái số kỹ thuật về trồng lan. Nếu bạn nào có yêu thích hoa lan thì các bạn vào kênh, các bạn nhấn vào danh sách kỹ thuật trồng lan. Các bạn có thể tham khảo để trồng cho mình mấy cái giỏ lan ở trước ban công, đôi khi ngắm nó cũng vui ha các bạn ơi. Bên cạnh đó thì có những cái video mình chia sẻ về tranh luận để tìm ra cái sự công bằng và đồng thời chia sẻ với tất cả quý vị khán giả. Chúng ta có thể là trao đổi góp ý tranh luận về một cái vấn đề nào đó liên quan tới cuộc sống con người trong xã hội này. Thì bên cạnh đó các bạn thấy là khi tất cả những cái người mà làm về chính nghĩa thì đôi khi cũng bị cộng đồng một số người không có đồng tình, rồi chửi bới, rồi đồng thời cái đấu tranh hết sức là mãnh liệt luôn các bạn ơi. Thôi thì một lúc nào đó cái việc mà luôn đấu tranh để bảo vệ cái công bằng cho một ai đó trong xã hội thì cái điều đó chúng ta cũng nên làm, mặc dù là chúng ta cũng bị là dập te tua, nhưng mà cái điều đó thì chắc có lẽ mình cũng như tất cả quý vị đều phải chấp nhận cái điều đó. Mong một ngày nào đó không xa thì những cái người trong cuộc họ sẽ lấy lại được công bằng ha các bạn. Dù cho ở đâu, thời điểm nào thì cũng vậy, chắc có lẽ những người mà chịu hàm oan đó các bạn thì phải đấu tranh cho họ, và đến một cái thời gian nhất định nào đó thì cái sự công bằng đó nó mới đem lại thực sự cho họ. Còn khi khởi đầu một câu chuyện hoặc là bắt đầu một cái gì đó thì các bạn thấy là những cái người làm về chính nghĩa, những cái người chân chính thì luôn bị thiệt thòi trong cái giai đoạn đầu. Nhưng mình hy vọng qua một cái thời gian đấu tranh, họ sẽ giành lại những cái điều gì tốt đẹp nhất và công bằng nhất cho họ. Vì thế trong cái kênh của mình á, mình sẽ có sưu tầm một số cái video chia sẻ về câu chuyện lạ có 102 trên thế giới hoặc là ở Việt Nam. Một số cái video đó nhằm để giải trí cho các bạn khi nào các bạn có những cái căng thẳng, hoặc là trong công việc mình đôi khi có những cái khúc mắc, hoặc là có những cái điều gì đó mà mình cảm thấy là stress quá, thôi thì mình tìm những cái video nào giải trí để mình có thể xem xả stress ha các bạn. Thì các bạn vui lòng nhấn vào cái đường link bên dưới là chuyện lạ có 102. Đó là những cái video mà ngắn thôi các bạn ơi, chỉ vài phút thôi, nhưng chúng ta có thể xem để cập nhật được những cái thông tin, và đồng thời mình cũng xem cái video đó để mình thư giãn ha các bạn. Mong tất cả quý vị khán giả đã từng thương yêu mến cái kênh mình thì mong tất cả quý vị khán giả ủng hộ tất cả những cái video mình sản xuất ra. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Giờ hôm nay cuối tuần các bạn ơi, đi chăm sóc những cái cây lan, và lâu lắm rồi không có chăm sóc cho cây lan giống như là bón phân. Hôm nay thì mình chia sẻ với tất cả quý vị khán giả là cái cách chăm lan dùng những cái nước cốt chuối và đồng thời B1 để tưới cho cây lan đó, cho cây lan là lá khỏe nào, hoa ra đẹp, và luôn lúc nào cây lan hoặc là những cây kiểng khác nó hấp thu cái chất dinh dưỡng cho tốt ha các bạn. Thì trước khi mà tưới cái nước cốt chuối với là thuốc B1 để hỗ trợ cho cây lan đó, thì bây giờ mình sẽ tưới nước qua cây lan cho ướt đẫm hết. Sau đó là khoảng 15 phút sau thì mình mới tưới nước chuối với là thuốc vào ha các bạn. Đó, bây giờ mình tưới nè các bạn thấy không? Đó, tưới cho ướt đẫm hết những cái gốc lan từ lá cho tới ngọn, tới rễ. Như vậy thì chúng ta sẽ có cái nước nó thấm vào đó để khoảng 15 phút. Rồi sau đó chúng ta sẽ tưới thuốc ha. Mỗi buổi sáng mà đôi khi dù đi làm bận rộn nhưng mà tranh thủ đi tưới nước hoa lan cũng cảm thấy vui nữa các bạn ơi. Đây, mình đi tưới mấy cây lan này. Đó, các bạn. Ở trên vàng lan của mình trồng khoảng 40-50 giỏ.
Nhưng mà hồi trước ấy, nó ra hoa nhiều lắm, bây giờ khoảng 3 năm rồi, 4 năm rồi. Rồi bây giờ nó sẽ tàn dần, nó không còn tươi như, tốt như là năm đầu tiên hoặc năm thứ hai nữa. Đó, có mấy cái hoa lan này nó ra rất là đẹp. Giờ mình tưới cho ướt đẫm hết ha các bạn ơi, chút mình dùng thuốc mình để hỗ trợ cho lan. Khoảng một tháng nha, một tháng mình sẽ hỗ trợ cho thuốc bổ dưỡng cho cây lan đó một lần. Mà đặc biệt là nước cốt chuối, ở trong cái video của mình cũng có chia sẻ đó các bạn, là làm nước cốt chuối như thế nào. Trong đó là nước cốt chuối là một trong những cái chất mà tự nhiên từ trái cây chuối để hỗ trợ bón phân cho lan cực kỳ tốt ha các bạn. Ok, rồi bây giờ là tưới xong rồi. Giờ ngắm khoảng 15 phút rồi sau đó mình mới tưới thuốc vào. Hôm nay mình chia sẻ với tất cả quý vị khán giả cái cách mà chăm sóc cây kim tiền đó các bạn. Thì thường ở nhà người ta theo phong thủy thì người ta trồng một số cây cảnh giống như cây kim tiền nè, cây kim ngân để gia chủ mong muốn là đem lại sự may mắn ha các bạn. Thì đằng trước nhà của mình á, mình trồng hai cây kim tiền, mà đáng lẽ ra là cây kim tiền cái lá này nè các bạn, nó phải trồng trong mát, còn ở phía trước của mình á, là nó nắng quá cho nên là thường hay bị cháy lá. Thì các bạn thấy thời gian nè, cái lá kim tiền nó rất là dơ. Như vậy thì hôm nay á, mình chia sẻ cho các bạn là mình rửa cái lá kim tiền này và đồng thời mình sẽ xịt thuốc để hỗ trợ cho cây phát triển tốt ha các bạn, lá xanh mượt. Đây là một cái loại thuốc B1 các bạn ơi. Đây là B1 hỗ trợ cho lan và đồng thời cây lá kim tiền cũng được ha các bạn. Đây thuốc hỗ trợ bổ dưỡng cho cây. Ở đây là nước chuối. Các bạn biết đó là cái nước chuối đó, là mình làm từ cái chuối của mình ăn đó. Rồi những cái trái mà càng chín càng bầm dập đó thì càng tốt ha các bạn. Mình xắt mịn và sau đó là mình bỏ, mình đun lên. Rồi mình ngâm như thế này là một ít nước. Sau đó mình lấy nước cốt chuối rồi mình sẽ sử dụng, mình hòa với B1 này mình tưới cho lan hoặc là cái cây này ha các bạn. Đó, bây giờ mình chia sẻ cho các bạn là rửa cái lá kim tiền xong cho sạch sẽ. Tại thường ngày á, là lâu lâu á, bụi bẩn á, các bạn thấy ở trong văn phòng mấy cái tòa nhà đúng không, luôn lúc nào cái lá cây cũng xanh mượt. Thứ nhất là nó ở phía trong nó không có bụi bặm, rồi thứ hai nữa là người ta cũng rửa thường xuyên á. Còn ở đây thì mình mấy tháng rồi, phải nói từ mua tới bây giờ trồng chắc cũng cả mấy năm mà không có rửa. Bữa nay thôi có thời gian rảnh rỗi mình đi rửa lá kim tiền và mình vô thuốc. Cái lá kim tiền này á là chúng ta cũng không có tưới nước nhiều vào gốc ha các bạn. Nó mà tưới nhiều nó sẽ bị úng. Còn bây giờ lá dơ bẩn quá, bây giờ mình sẽ rửa đây. Đó, mình bằng cách là mình xịt. Đó, mình xịt vào lá như thế này nè các bạn. Xịt vào lá như thế này. Đó, mình rửa cho luôn luôn sạch sẽ. Lâu quá bụi bẩn. Mà các bạn thấy là cái nước chuối á, nó tốt dữ lắm, nước cốt chuối á. Khi mà mình sử dụng tưới lan hoặc là tưới các cây cảnh khác á, là nó hỗ trợ là lá lúc nào cũng xanh mượt hết lên. Đây cận cảnh cho các bạn thấy nha. Đó, bây giờ rửa lá như thế này nè, mình lấy cái vòi xịt, mình xịt bình xịt này nè các bạn. Rửa lá cho sạch sẽ. Rồi rửa xong một cây rồi các bạn ơi. Bây giờ cái lá này nó đỏ nè, bây giờ mình tỉa bớt. Mình cắt bớt, mình sẽ tỉa những cái lá nào mà bỏ. Lá nào mà cảm thấy không dùng được nữa. Đó, cái lá này là nó hư rồi, không có tốt nữa. Giờ rửa tới cây thứ hai đây. Cây bên đây tốt hơn nè. Lá rồi. Đó, bây giờ mình xịt như vậy là mình rửa được cái lá này, các bạn thấy không? Đó. Chứ mình dùng giấy ha, là mình dùng khăn gì đó là rửa không có được ha các bạn. Mà tránh trường hợp nước vô đây nhiều. Đó, các bạn thấy rửa là lá sạch sẽ luôn. Khi mà vừa rửa xong là cảm thấy là cái cây nó sạch sẽ rồi ha. Chăm sóc cây kiểng giống như là lâu lâu mình mặc cái áo mới vậy, mình cảm thấy mình thích các bạn ơi. Ai có cái gì mới cũng thích ha. Trẻ con là thích, cho mình người lớn mình còn thích hơn. Đôi khi mặc đồ mới hoặc làm cái gì mới mới cho mình á, mình cảm thấy vui vẻ. Đó, các bạn thấy bây giờ cái cây kim tiền bây giờ nó sạch sẽ rồi nè. À, những cái lá vàng đó thì mình tỉa đi, mình bỏ. Thôi mình bỏ. Do ở đây phía tây trời nắng quá cho nên là ở ngoài đó là nó bị cháy nắng. Ok. Rồi bây giờ xong rồi đó, bây giờ mình vô thuốc đây.
Giờ tới phần vô thuốc đây các bạn ơi. Đây là cái bình nước mình vô đây khoảng gần 2 lít nước thôi ha. Bây giờ mình bỏ cái B1 này nè. B1 đổ vào một ít, mình nhắm cái lượng thôi, ít thôi. Tại vì ở đây có hai chậu là tưới rất là ít, còn trên kia mình tưới cho lan. Đó, mình nhắm một tí thôi các bạn, không có nhiều ha. Rồi, cái nước chuối này nè các bạn, khi mà các bạn lọc ra cho một ít vào đây. Nhớ lặn cái cặn bã chứ không thôi nó nghẹt. Thôi cho hết đi. Ồ, nó bị cặn rồi. Rồi các bạn lắc cái bình này lên, lắc cho đều ha các bạn. Lắc cho đều, tại giờ nãy B1 là nước chuối nè. Vô ngay đây mình lắc cho đều và sau đó mình bơm mình xịt thôi. Chăm sóc cây rất là đơn giản mà đôi khi cũng có cái vui lắm các bạn ơi. Khi nó ra hoa hoặc là chỗ bông to rồi đó, mình chăm sóc hàng ngày mình cũng cảm thấy vui. Nó tạo cho mình một cái niềm vui thư giãn rồi. Rồi bây giờ bắt đầu xịt thuốc đây các bạn. Đây mình xịt như thế này nè các bạn. Đó, xịt trên lá vậy thôi. B1 nè, nước chuối nè. Ở đây có máy bay các bạn ơi, ồn đó. Đó, bây giờ mình xịt như thế này là xong rồi đó các bạn, xịt ít thôi ha. Rồi tiếp theo qua cây này đó, xịt ít như vậy thôi, như vậy là đủ rồi. Tại vì nó hấp thụ từ lá đó các bạn, không có tưới vào gốc, ít thôi. Đó, như vậy là xong rồi. Một tháng có thể là tưới dinh dưỡng một lần cho tốt cây ha. Rồi bây giờ còn ít lên tưới lan đi các bạn ơi. Đó, bây giờ mình hồi nãy mình xịt cho nước nó thấm cây lan hết rồi đó. Bây giờ mình tưới lan như thế này thôi, tưới từ trên lá cho tới gốc. Đó, chúng ta tưới như vậy từ lá tới gốc cho nó đều ha. Bảo đảm với các bạn là lá luôn lúc nào cũng xanh mướt hết trơn các bạn. Nếu mà mình chơi cây kiểng mình chăm sóc như vậy nè, đặc biệt là cái nước chuối các bạn không có phải là tốn tiền để mua ha. Mình ăn mấy cái chuối mà nó dập, mấy cái chuối chín gục rồi đó mình không ăn á, mình tận dụng lại, mình làm phân để tưới cây cho lan. Ở ngoài này có một cái chậu lan, đĩa lan các bạn ơi, mà không quay được. Đó, đây là đĩa lan này các bạn. Đĩa lan trồng trước ban công. Đĩa lan này trồng bằng đất, hôm trước mình có chia sẻ một cái video đó các bạn. Thôi cuối tuần thư giãn chăm sóc cây kiểng các bạn ơi, cho cuộc đời nó vui vẻ một chút ha. Mặc dù đôi khi trong cuộc sống này có bao nhiêu cái vui vật, nhưng mà mình cũng tìm cái niềm vui cho bản thân mình. Mỗi người có cái cách tìm niềm vui riêng. Mình chăm sóc lan mình cảm thấy mình vui vẻ. Mình cảm thấy thư giãn vào cuối tuần ha các bạn. Đó, nếu ai mà thích trồng lan, trồng kiểng thì mình chia sẻ cái video này, mong tất cả quý vị khán giả đón nhận và xem qua. Nếu một lúc nào đó thì bạn có thể là trồng một hai chậu lan để cho vui ha các bạn. Trồng trước ban công, nó rất là dễ trồng các bạn ơi. Mình chia sẻ cái niềm vui nho nhỏ khi trồng hoa kiểng đó các bạn. Ở trong đó có một cái danh sách là kỹ thuật trồng lan. Các bạn nào có thích thì các bạn vào đó để tham khảo ha các bạn. Rồi xin phép các bạn mình dừng video ở đây. Một lần nữa mình xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Mến chúc tất cả quý vị khán giả thương yêu của mình trong nước cũng như ngoài nước vào ngày nghỉ cuối tuần thật là bình yên, vui vẻ, hạnh phúc nha các bạn. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau.